Anh không có quyền nói với tôi như vậy. Từ trước tới bây giờ anh có chăm sóc hay chu cấp gì cho con không mà bây giờ anh nói với tôi như vậy? Anh đừng có nói gì nữa. Bây giờ tôi chỉ cần biết thằng Winner con tôi đang ở đâu. Tụi bay làm gì nhìn tao dữ vậy? Trông giống phù thủy lắm à? Có muốn tao ăn thịt tụi bay không? Tao thì tao không lời em mà. Nhà còn gì ăn không? Dạ bộ nhà anh không có mì hay sao mà anh qua nhà em ăn vậy? Đúng rồi đó, mẹ anh không cho ăn mì hay sao mà anh trốn qua đây ăn vậy? Không có. Đi đâu ấy thằng kia? Hả? Đi đâu? Dạ em đi về em kiếm gì anh ăn. Ờ đi đi, nhanh. Mình ngày đi đâu nữa? Thì em đi kiếm cái gì cho anh uống. Đi đi đi, đi. Nhanh 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 nhá. Alo, ba hả ba? Ba, ba ơi, ba về ba rước tụi con liền nghe ba. Anh Linh bị thần kinh rồi, không được anh cắn tụi con á. Này, hai đứa kia. Hả? Làm gì vậy? Tụi mày vừa gọi ai đấy? Dạ, em gọi cho ba em thôi mà. Thôi để em ra mở cửa. Để chị ra mở cửa cho. Để em. Thằng này đứng yên. Chị ra mở cửa, ngồi xuống. Làm cái gì mà gặp cô á á dữ vậy? Làm quá à. Cô Hương nè. 1, 2, 3. Đừng có nói con cũng là một đứa từ trên trời rơi xuống nha. Sao đây nhìn coi, đẹp trai quá vậy ta. Ủa ba Tùng con đâu? Dạ ba Tùng đi vắng rồi. Xạo nè. Anh Tùng ơi, Tùng ơi. Anh Tùng đâu rồi anh Tùng ơi? Anh Tùng ơi, Hương đây. Bây giờ mình phải bày mưu bày kế gì đó để mụ phù thủy nó đi ra khỏi nhà mà. Sao? Ba Tùng của con có nhà hả? Làm mẹ Hường buồn quá đi hả? Giờ sao ta? Anh đói bụng quá à. Con bị gì? Đói bụng hả? Dạ. Chưa ăn gì hết hả? Mì gói sáng nay có tụi con. Anh kia anh ăn hết rồi. Bây giờ tụi con đói bụng quá, tụi con hết đồ ăn ăn rồi. Chuyện nhỏ, đói bụng thì mẹ Hường sẽ dắt tụi con đi ăn nha. Thôi cô ơi, dắt mỗi em con đi thôi. Thôi. Thôi ơi, con không có đi đâu. Hồi nãy em hứa gì với chị nè. Mình đi ăn ha. Mẹ là mẹ Hường của con mà, nên dắt con đi ăn nha. Nha. Vậy giờ dắt hai đứa đi. Thích ăn gì nè? Dạ gà rán. Gà rán ăn có gà rán liền. Đi. Đi con. Đi nào. Rồi mình sẽ đi gặp ba Tùng luôn. Mình đợi ba Tùng luôn ha. Con đi không? Thôi con ở nhà trông em gái nha. Đi con trai à. Đi ra đây. Sao em không đi? Ba không phải mẹ em à? Mẹ em đâu? Sao anh không về với mẹ anh đi? Anh qua đây làm gì vậy? Anh giận mẹ anh rồi. Anh sẽ không bao giờ về với bà ấy nữa đâu. Anh còn mẹ là hạnh phúc lắm rồi đó. Thế mẹ em đâu? Mẹ em mất rồi. Thôi em đừng khóc nữa. Anh xin lỗi. Nè con ăn đi. Ăn thoải mái đi. Rồi mẹ Hường sẽ mua nữa cho ăn ha. Dạ. Ủa anh cả của tụi con đâu rồi? Dạ để con đi kêu anh ra. Ừ ngoan quá à. Một chút nữa anh chị ăn á. Thì còn á thì con sẽ ăn với anh chị nha. Tại nãy có ăn nhiều quá rồi. Anh cả đây rồi. Mẹ ơi, trước khi mình ăn ấy, con nghĩ là nên có một món quà cho mẹ. Ôi, yêu quá, khi gọi bằng mẹ luôn. Dạ. Sao con đáng yêu quá vậy? Mẹ mua cho con nhiều lắm. Mà con thích nữa mẹ dắt đi nhà hàng sang trọng ăn nha. Mà quà gì vậy con? Mẹ đừng có bất ngờ nha. Yêu quá à. Nè, 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 mày đừng muốn ngửi không?
Rắn chết rồi. Nè, cầm đi. À đúng rồi, nó chết thì rồi đó chị ơi. Chị ơi. Kỳ quá à. Ơi, nhát quá à. Ủa? Mà hình như bà này bà chết rồi hay sao á. Thôi, để em đi chôn bà nha. Em nói bậy bạ cái gì vậy? Bà chỉ xỉu thôi. Anh cũng nghĩ vậy á, bà chỉ xỉu thôi, bà còn đang thở kìa. Mà bây giờ anh bảo nhá, anh có ý kiến này này. Bây giờ mình mang bà vào phòng, nhốt bà lại, xong mình đi chơi. Ừ, nhưng mà như vậy có ác quá không? Ác cái gì mà ác? Mày phải làm vậy, không thôi bà phù thủy, bà dạy bà ăn thịt mình thì sao? Thông minh đó. Thôi, hành động. Ra mở cửa. Ai vậy? Má Tuấn. Oh, Winner. Dạ chú. Winner qua đây. Mấy anh qua bên kia. Tụi con làm cái trò gì vậy? Tại sao tụi con làm như vậy? Winner trả lời. Tại vì hai em có bảo là cô Hường làm phiền chú quá, nên là có nhờ con giúp đỡ nên con nghĩ ra cách này. Cô Hường làm phiền ba rồi hai đứa con nhờ anh Winner giúp đỡ hả? Ai nói với tụi con điều đó? Dạ ba mà. Dạ ba nói vậy hả ba? Cái đó là ba tâm sự mà. Cái đó là chuyện người lớn mà. Con nít mà sao tự nhiên xen vô chuyện người lớn chi vậy? Hên là con rắn nó chết, con rắn nó sống nó cắn cô Hường chết thì sao? Ai chịu trách nhiệm? Ba là ba của tụi con, ba đi tù thay tụi con hả? Làm như vậy là phải tội nghiệp tôi không? Làm không suy nghĩ gì hết. Con xin lỗi cô Hường. Ngẩng mặt lên. Nhìn đi, người ta xỉu mà xin lỗi cái gì? Sao không để lúc người ta tỉnh đi rồi giờ xin lỗi? Ba ơi, chị xin nào, bà Hường tỉnh, ba kêu tụi con ra xin lỗi nha. Phải kêu là cô Hường chứ bà Hường hả? Kêu cô Hường coi. Cô Hường. Ừ, khi nào cô Hường tỉnh ba kêu cho. Đi vô đi, Winner đứng đó. Ờ ba, ba cho Winner đi. Trời đất ơi, đồng thanh quá ha. Tụi mày thương yêu nhau quá ha. Ai làm gì anh Winner của mấy người? Tôi muốn nói chuyện riêng với anh Winner được không? Đi vô. Đi vô, luyến tiếc gì nữa. Ở đây ngồi. Chú nghe nói là con hay cãi lại lời của mẹ con lắm hả? Tại sao con không nghe lời của mẹ? Hở một chút là bỏ nhà đi. Con biết con làm như vậy á, là mẹ của con rất là khổ sở không? Mẹ con thương con lắm, Winner à. Con không nghe lời của mẹ mình, bỏ đi như vậy, mẹ con ở nhà lo lắng. Mẹ con quá đáng lắm chú. Nín liền. Không có hổn như vậy. Con biết mẹ con cực khổ như thế nào để nuôi hai anh em con không? Mẹ con một thân một mình, biết bao nhiêu chuyện để mà lo lắng. Hơn nữa mẹ con là phụ nữ, chân yếu tay mềm. Con phải thương yêu phụ nữ chứ, để sau này con lớn lên con thương yêu cái người mà mình yêu. Nhất là mẹ của mình. Không được quyền đối xử với mẹ mình như vậy, biết chưa? Chú còn nghe nói là con vào trường học hết đánh nhau, rồi bỏ học, rồi tụ tập bạn bè đi chơi. Có đúng như vậy không? Dạ đúng. Sao vậy con? Tiền mẹ làm cực khổ lo cho con ăn học để con quậy phá như vậy hả? Hả? Tại sao? Có chuyện gì trong lớp trong trường tại sao không chịu về nói chuyện với mẹ con, tâm sự với mẹ con? Mẹ con nhiều khi không hiểu được con. Nhiều khi con muốn tìm một người để tâm sự mà con không tìm được. Làm sao mà mẹ con không hiểu được con? Mẹ con hiểu hết đó chứ. Thôi bây giờ vậy, sau này khi mà có bất cứ chuyện gì mà con tâm sự với mẹ không được, con sẽ nói với chú. Con nói hết cho chú. Chú hứa là chú sẽ đưa ra lời khuyên và đưa ra cho con những cái giải pháp đúng đắn nhất. Nhưng con cũng phải hứa với chú, chạy về nhà xin lỗi mẹ mình ngay. Nên nhớ, mẹ là cả thế giới của con. Con cảm ơn chú Tùng. Về xin lỗi mẹ nha. Dạ. Ba ơi, ba hay quá à. Trời ơi. Na 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 na
na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Nào mình cùng sẽ chia tiếng cười, ha 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 ha. Mãi ở bên cha sẽ chẳng rời xa cha con chúng ta phong ba bước qua, vì nơi đây sẽ chính là nhà có tình yêu thương thiết tha. Và cha sẽ mãi mãi trêu chè, may mắn sẽ đến bên con, dù là những đứa con trên trời rơi xuống đáng yêu quá chừng.